Siêu cúp Từ Sơn, 2 ô tô, 38 chiếc xe máy. Đây là giải nhất anh em nhá. Mình thì cũng chưa có kinh nghiệm về xe thì cũng không biết giá nó như nào. Anh em có thể báo giá cho mình biết được không ạ? Đồng giải 3 là 2 chiếc SH. Còn lại các loại xe khác thì nhiều vô biên luôn anh em. Trận đấu ngày hôm nay là vé 13 triệu và có 144 chiến binh tham gia. Phải nói là anh Công Trò Mào thì luôn luôn tổ chức cho chúng ta những cái giải đấu rất là lớn, rất là đẳng cấp. Đây là giải nhì đây anh em, cũng là một chiếc Mitsubishi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vòng vào phía trong xem là trận đấu ngày hôm nay có những anh em nghệ nhân nào tham gia anh em nhá. Ơi, vừa vào gặp ngay ông Tuấn Phúc to cao đẹp trai. Đấy, cứ phải ôm hôm thoán thiết một cái này mới chịu được. Đây là hành lang bên phía phải và anh em Tuấn ở Sơn La này, anh em Hà Nội này. Còn rất nhiều anh em nghệ nhân nữa mình cũng không quen hết. Anh em nào nhận ra đồng đội của mình thì cũng cho mình xin cái phản hồi ở dưới tang tên mà xem nào. Đây là anh Tiger Lê, điều hành chấm thi hôm nay thì anh em trong hội giám khảo miền Nam anh em nhé. Rồi Idol Dũng Cháy này, anh Quẹo Bò, anh Phương Trai này. Rồi mình sẽ vòng sang bên này xem nào. Hành lang bên phía cánh trái đây anh em, toàn người nổi tiếng anh em nhỉ. Lướt qua thì toàn những anh em số má ở khắp các tỉnh về đây thi đấu. Có một điều là mình thấy hiện nay cái lực lượng streamer ở hội thi rất nhiều. Nhật Minh Trà Mào này, anh Hoàng Anh công ty Đại Phát này. Như vậy là có rất nhiều người livestream để chúng ta có thể xem được mọi góc. Anh em cùng dự đoán xem những chiến binh nào sẽ được chung kết anh em nhé. Xin chào tất cả anh em, mình là Giang A Nam. Chúc anh em nuôi chim thành công.